Bây giờ chúng mình cùng nghe cô Dung hát mẫu nhé. Bây giờ chúng mình cùng nhau lắng nghe cô Dung hát lại một lần nữa nhé.
tràng pháo tay cho cô tổ dân ca nào. Bây giờ cô xin mời đại diện của tổ dân ca và tổ hạ mi, xin mời các cô cùng lên đây hát các con nào. Xuân sang, vui chào hạ đến, thu vàng rệt lá,
nơi có những con người mộc mạc, hòa nhã, thân thương. Và bây giờ, cô xin mời tất cả các con cùng thưởng thức bài hát Sắc Hương Ninh Bình qua sự trình bày của tốp múa các cô giáo trường mầm non Tràng An nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.